Klopp Salah sau phát biểu đầy thất vọng vì không được dự Champions League. Huấn luyện viên Klopp đồng cảm và chia sẻ với học trò Mohamed Salah cũng như nhắc nhở các cầu thủ Liverpool phải cố gắng hơn dù đội nhà không thể giành vé dự Champions League 2023-24. Khi được hỏi có đồng tình với quan điểm của Salah hay không, huấn luyện viên Klopp trả lời các phóng viên như sau, điều này hoàn toàn bình thường. Trong thế giới mạng xã hội, có rất nhiều điều tệ hại xảy ra và tôi không nghĩ lời của Salah là một trong số đó. Đó chỉ là miêu tả bình thường về tình huống này. Và cậu ấy đúng. Nhưng tôi đã gặp cậu ấy ở căng tin khoảng 1 giờ trước và cậu ấy vẫn tươi cười đó thôi. Cậu ấy không ở trong tâm trạng tồi tệ đâu. Liverpool đã tham dự Champions League trong 6 mùa giải gần nhất, lọt tới 3 trận chung kết. Tuy vậy, The Kop sẽ phải hài lòng với việc tham dự Europa League mùa sau. Khi có người đặt vấn đề rằng, liệu việc mất vé dự Champions League có làm ảnh hưởng tới khả năng chiêu mộ các mục tiêu hàng đầu hay không? Huấn luyện viên Klopp nói, tôi không nghĩ thế, nhưng hãy chờ xem. Có thể mọi thứ sẽ không diễn ra nhanh chóng như kỳ vọng. Thực tế là các cầu thủ càng tốt thì đội bóng chủ quản lại càng không muốn bán. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi có thời gian. Trong một thế giới lý tưởng thì họ sẽ được chiêu mộ ngay ngày mai và tôi có thể nói với họ khi nào mùa giải mới sẽ bắt đầu. Trước đó, Salah cũng bày tỏ sự thất vọng não nề sau khi biết Manchester United chính thức có vé dự Champions League 2023-24 còn Liverpool phải xuống chơi ở Europa League mùa tới, tôi suy sụp hoàn toàn. Chẳng có lời bào chữa nào cho thất bại này. Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để giành vé dự Champions League mùa tới nhưng đã thất bại. Tôi xin lỗi, nhưng thật khó để đưa ra những suy nghĩ tích cực vào thời điểm này. Chúng tôi đã khiến các bạn và chính bản thân thất vọng. Đây là lần đầu tiên Liverpool không giành vé dự Champions League kể từ mùa 2015-16. Ở mùa giải cách đây 7 năm, Liverpool từng cán đích thứ 8 chung cuộc tại Premier League. Đây cũng là mùa giải đầu tiên của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Ngày 28 tháng 5 tới, Liverpool sẽ có chuyến làm khách của Southampton tại vòng 38 ngoại hạng Anh 2022-23. Một trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục với cả hai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.